Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta làm hiệu ứng giấy bay. Cách này thì nó rất là phổ thông và mình nghĩ là ai cũng có thể làm được. Đầu tiên là các bạn hãy mở cái bức ảnh bằng Photoshop, sau đó là các bạn hãy ấn cho mình cái phím mà Ctrl G làm hai lần. Tại vì nhiệm vụ của chúng ta là tạo được cái phần giấy bay và cái phần bóng của nó, thì cái ở trên cùng nó chính là cái phần giấy bay, ở bên dưới là cái layer mà sẽ là bóng. Các bạn hãy để cho mình cái màu foreground là màu đen. Đó, chọn màu đen và để màu đen nhé các bạn nhé. Ấn Alt đen để mình sẽ tô cái bóng này là bóng màu đen. Sau đó là các bạn hãy chọn cho mình cái layer ở trên cùng, sử dụng cái lệnh vùng chọn là rectangular. Các bạn chọn cho mình một cái góc ở đây. Tiếp đến là vào cho mình cái phần là gradient tool. Nhớ là chọn cho mình về cái phần là màu đen và trắng. Hoặc là các bạn có thể làm một cái màu khác cũng được, nhưng mà các bạn sẽ hiểu vì sao mình lại chọn cái màu gradient này nhé. Ấn OK, đổ kéo từ trái qua phải một góc 45 độ. Đến đây thì các bạn ấn Ctrl D để chúng ta sẽ bỏ cái nhấp nháy đi. Mình thoát lệnh này, Ctrl T, nháy chuột phải, warp. Sau đó các bạn hãy kéo cong cái tờ giấy này lên. Các bạn nhớ cái độ cong của nó thì sẽ vừa phải để nó phù hợp với cả cái bóng của mình ở đằng dưới. Đây, mình sẽ để độ cong là như vậy. Hai cái này nó phải khớp nhau nhé các bạn nhé. Đấy. Nếu như mà các bạn muốn là cái màu giấy ở đằng sau á, nó là một, không phải là màu trắng mà là màu vàng hoặc là màu đen, thì mình sẽ phải thay đổi cái màu gradient. Cho cái này cao lên này, cái này lui ra một chút này. Giấy bay á, enter. Đến đây rồi thì các bạn hãy chọn cho mình cái layer ở phía bên dưới, mình sẽ để là bóng đổ nhá. Ctrl T, sau đó tiếp tục nháy phải này, chọn warp. Mình sẽ kéo đúng với cả cái hướng của nó. Enter này. Đến đây thì các bạn vào cho mình cái filter này và blur, Gaussian blur. Ở đây chọn cho mình cái phần radius. Radius chính là cái phần bóng của chúng ta đó các bạn. Nó có bị sắc hay là nó mờ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thông số. Nếu thông số càng cao thì cái bóng của chúng ta nó lại càng mờ nhạt và nó sẽ càng xa với cái vị trí gốc hơn. Nên là ở đây theo mình sẽ để cái khoảng 20 là hợp lý. Ấn OK. Chọn cho mình cái chế độ hòa trộn là Multiply này. Tiếp đến thì chúng ta hãy vẽ cho nó một cái nền ở dưới để thay cái ảnh gốc nhé. Mình sẽ vào cái công cụ là Rectangle Tool, chúng ta là U, mình sẽ kẻ ở bên dưới đây. Và cái này mình sẽ kéo xuống dưới cái phần bóng đổ vì nó chỉ là nền thôi mà. Sau khi mà các bạn đã chọn cho nó một cái nền rồi thì các bạn hãy kích đúp trực tiếp vào cái phần Rectangle này. Các bạn hãy chọn cái màu của nó nhé. Màu gì cũng được các bạn ạ. Đó, đây chính là cái phần ưu điểm của cái việc chúng ta chọn cái công cụ là vẽ bằng Sharp mà không phải là một cái layer mới. Vì chúng ta sẽ rất là chủ động để có thể thay đổi được cái màu sắc của background. Và mình nghĩ đây là một cái ưu điểm rất lớn của cái công cụ này. Ok. Rồi, rồi và sau khi mà các bạn đã ghép xong thì các bạn có thể cho vào phối cảnh một cái nào đó nhìn cho nó hấp dẫn hơn. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. À, đừng quên là các bạn hãy ghé kênh Olin Design để chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số những cái video mà bên mình sẽ up lên về những nội dung liên quan đến lý thuyết thiết kế này, tư duy thiết kế và những cái kinh nghiệm chúng ta làm dự án trong cái quá trình làm việc. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh Olin Design của chúng mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.